90% phải là chúng tôi rất khó, nếu như thế này chúng tôi chắc phải là cù thêm một cái giải nữa chăng. Vâng, rất khó. Đề nghị cổ động viên chúng ta hãy cổ vũ thật nhiệt tình đi, bình luận nhiệt tình đi xem ai. Chúc mừng Trần Thị Thanh Thúy nhá. Nói gì đây? Ai? Có đây rồi. Rất. Không được rồi. Nhưng mà ấn điểm 12. Quá xuất sắc cho Thanh Thúy. 34 đi được. Vâng, nếu mà tỷ lệ hoa khôi mà ngang nhau thì ban tổ chức chúng tôi không đồng lòng chia đôi cái. Chúng tôi thôi, vâng, một chút đi lại chơi rồi chạy chơi không đủ. Bác có hôm qua cả hai đều xứng đáng. Nó đang cổ vũ rất nhiệt tình cho Thái Bình. Đúng rồi, một cổ vũ hấp dẫn. Cô cho Vinh Nhà Loan. Không được, rất nhiên của tiêu đoàn. Tiêu đoàn trận này không chỉ được biết đến ở phạm vi trong nước mà rất đông người mộ ở nước ngoài cũng đang theo dõi qua phần tiếp. Pha thống rất hay. Thời bình ngày chơi đầy tự tin. Còn rất tốt. Chuẩn bị tốt hơn. Báo an điểm chi tiết. Vâng, sau khi trở về thì địa bàn qua đội bóng Nesso thì Mỹ đã có sự tiến bộ vượt bậc. Ở buổi giải này, chủ công số 1 của bóng chuyền Việt Nam thường xuyên có những tình huống để có bóng tấn công đầy huy lực và bản chất đang chờ đợi những tình huống để có bóng tấn công với điểm trực tiếp của Trần Thị Thanh Thúy để có thể nhận phần thưởng của ban tổ chức. Được, vẫn được, vẫn đẹp. Vẫn không. Họ xử lý quá khéo của Trần Thị Thanh Thúy. Cú bắn chắn tốt của các cô gái Bình Long An. Thầy Bình Long An có những trận đấu phục vụ bà con nhân dân ở các hội làng, đó thực sự giúp cho hình ảnh của đội bóng càng trở nên thân thuộc hơn và gần gũi hơn với người hâm mộ cả nước. Bây giờ là một tình huống xử lý rất hay của Trần Thị Thanh Thúy. Bóng rất lưới và vẫn còn cho sân sau cơ của Trần Thị Thanh Thúy. Việc các cầu thủ thi đấu 4 năm trận rõ ràng ảnh hưởng rất lớn đến tập hợp. Nhưng ai đều đang cố gắng để mang về những cố gắng đẹp mắt để công hiến cho người bộ. Ở trong pha bóng vừa rồi rõ ràng khi cả các cầu thủ chỉ bóng có hay. Quả phát bóng của Trần Thị Thanh Thúy. Rất căng xả. Rất tiếc là phát bóng của Trần Thị Thanh Thúy đã phát bóng ra ngoài sân. Cam đang khá sự tranh giành rồi. Liên tục cập nhật. 24-18. Thủy chức đến nay. Quá bàn không? Rồi, xin chúc mừng Thanh Thúy. Được số đông. Không được cản
thế. Thành Lý. Sức mạnh 3-1. Số là 3-1 nghiêng về cầu thủ VTV Bình Long An. Thế về mặt sân đang giúp cầu thủ đập bóng rất hay. 7-6. Đập bóng rất mạnh đến từ vị trí của Thành Thủy. Vâng, và chúng ta được chứng kiến Thanh Thúy sẽ nhảy phát bóng. Liệu rằng Thanh Thúy có đạt được những tiền thưởng không? Các bạn hãy cổ vũ đi ạ. Chắc đi. Những hàng thủ của cầu thủ không sợ ai. Điểm số cầu thủ Hoàng Trân Đức Giang thành công. Rồi, cho đi tập ở dưới quan anh. Nếu như đội Hoa Chất Đức Giang mà được sức này, vào trong mắt cũng ủ hộ 1 triệu đồng. Đức Giang bố lên. Cơ hội cho Đức Giang. Bố tụt. Hay chưa? Chạm người rồi. Giảm mạnh. Một tình huống giảm mạnh của Thành Thuế. Một tấn công từ sau vạch 3 mét rất tốt. Nhưng đáng tiếc là Thành Thuế lại giảm mạnh. Có lẽ ngày này là thời tiết đã 12-13, bóng rất mạnh. Thành Thúy thành công 13-0. Và tiếp tục là sự quay trở lại của Thành Thúy. Rất nhiều khán giả đang tôn kinh với những pha nhảy phát bóng của Thành Thúy. Và liệu lần này Thành Thúy có thành công không? Bóng rất mạnh. Một lần nữa Thành Thúy không thành công. 16-19. Chiều cao là tới 1m87. Sân sân rất hay. Và phòng ngự tốt đến từ thủ Hoa Chất Đức Giang. Lại là cơ hội cho VTV. Ăn được trực tiếp. Không được. Lôi. Lại một tình huống giẫm vạch nữa đến từ vị trí của Thành Thúy. Điểm số cho cầu thủ Hoàng Trân Đức Giang 19-21. Không có tình huống hiểu ý nhau. Đá bóng không được. Lực tuyệt vời đến cầu thủ số 2 nhưng không thể cứu bóng. Sau cú đập bóng rất mạnh 23-20 xin thôi. May mắn không thể cản phá, không thể cản phá. Quá đẳng cấp. Thế đây không có gì cả. Những cổ động viên ngồi bên đó là sẽ đánh hiến hỏa. Nhưng họ gặp nhau ở bán kết. Và ngày hôm nay cũng vậy. Gặp nhau ở bán kết. Đó là VTV Bình Điền Long An và Hóa Chất Đức Giang. Họ vẫn gặp nhau ở bán kết. Nhưng cũng phải là điểm số đầu tiên cho thủ VTV Bình Điền Long An. Vừa đúng chạy vào sân thì Kim Liên đã kiếm về một điểm. Và lập tức em lại chạy ra sân. Thành Thúy không được. Qua. 6 đều. Quý vị đồng hồ cho. Quán. Vẫn còn. Sau 7 mét rồi. Ôi giời. Chết rồi. Hay hay hay. Này một pha rất thông minh. Rất đáng thưởng. Thì bảo vệ chúng ta hãy đưa những bảo vệ vào sân ngay. Nhắc các cầu thủ. Cầu thủ ngã vào thì mát quá, sao lại phải gỗ nhỉ? Đây rồi! Trả lời đi! Vẫn còn! Phải ngựa rất hay! Vẫn còn! Khí! Rồi, một ba thì có quá đẳng cấp nhưng rất tiếc bóng lại ra ngoài. 13-11. Hay! Vẫn còn! Rồi, ôi dồi ôi. Sau này. Rồi, thật sự quá nhưng vẫn còn. Đánh đi cầu toàn đấy. Rồi, làm lại. Làm lại. Ôi dồi. Kéo qua lưới. Quá. Thúy ơi, em nhiều tiền quá. Chết quá.
rất xuất sắc. Chủ công Thanh Thúy đánh cái bóng rất xuất sắc. Nghe được. Trận đấu quyết định ở trận này sẽ có điểm số thứ 15 và cách biệt 2 điểm. Đó là VTV Bình Điền Long An. Rất xuất sắc và phòng ngự tuyệt vời đến từ Bình Điền ạ. Hai đều. Số tiếp tục đến với cầu thủ VTV Bình Điền Long An. Tiếp tục chuyển động. Thể hiện sự tự tin và sự bình tĩnh đến để phòng bóng sang khoảng. Tập trung với lực của Trần Thị Thanh Thúy và điểm được ghi cho Bình Điền Long An. Điểm số bây giờ là 4-2. Ở buổi sáng nay thì có nhiều chủ động để không có công bao rồi được số chín. Tiếp cho các cô gái VTV Bình Điền Long An. Sắp có phần thưởng nóng 1 triệu đồng dành cho Trần Thị Thanh Thúy. Không, ăn điểm trực tiếp mà. Chưa, ba người chưa chịu có tiền. Bởi vì là bóng đã chạm vào một cầu thủ của Hóa Chất Đức Hà Nội. Tôi ghi điểm cho Bình Điền Long An và trận bóng rất hay của Bích Thủy. Đang trọng tài input ạ. Vâng. Như vậy là pha phát bóng vừa rồi của Trần Thanh Thúy là phát bóng chưa phải là ăn điểm trực tiếp nhưng ông Thụ vẫn trao 1 triệu đồng. Phải không ạ? Vâng, xin mời Thanh Thúy ạ, đến nhận phần thưởng của tôi. Phát bóng ăn điểm trực tiếp là phát bóng rơi vào chỗ không có người. Vừa rồi thì là có vị trí libero của Văn Chất Đức Giang đã đỡ bóng, nhưng là ông vẫn sẵn sàng trao phần thưởng cho Thanh Thúy. Mời nhiếp ảnh. Ăn ba quả liền cái ấy. Thanh Thúy, cầu kiệt, bóng trắng của cầu thủ Văn Chất Đức Giang chơi tốt. Vẫn còn. Vâng, xin mời. Quả đập xứng đáng được nhận phần thưởng của Trần Thị Thanh Thúy. Và kết thúc vui được sau 3 mét của số 3 về phía Bình Điền Long An. Xin mời trẻ có 1 triệu đồng. Trần Thị Thanh Thúy ra gặp ban tổ chức ạ. Dạ. Xin mời Thanh Thúy. Vâng, bác Thụ sẽ dành 1 triệu đồng dành cho điểm số sau 3 mét. Xin mời Thanh Thúy nên nhận phần thưởng của vẫn là bác Thụ. Xin cổ động viên một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Vâng, vui quá. Xin cảm ơn bác, một người cũng đã rất cao tuổi, nhưng lấy tinh thần đây là chuyện. Xin mời Hóa Chất Đức Giang. Khán giả vẫn đang nín thở. Quá vàng không? Quá vàng đi. Quá vàng luôn.